Vâng, thưa quý vị, tính từ đầu năm cho đến nay thì số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới là hơn 1,5 triệu tài khoản. Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam đến cuối tháng 9 đạt 8,86 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương với tỷ lệ 8,8% dân số sở hữu tài khoản chứng khoán. Trong làn sóng đầu tư tài chính cá nhân hiện nay, trên chương trình khớp lệnh của VTV Money tiếp nhận không ít khán giả có câu hỏi, đó là thị trường chứng khoán sôi động như vậy thì bản thân họ thích đầu tư có nên bỏ nghề chính để theo nghiệp môi giới và đầu tư hay không? Sau đây là góc nhìn của một khách mời có 10 năm kinh nghiệm chia sẻ với chương trình. Trước khi làm một nhà tư vấn đầu tư và một nhà đầu tư chứng khoán sống được với nghề hơn 10 năm qua, anh Huy từng công tác và có tích lũy trong lĩnh vực dầu khí nhiều năm. Theo anh, sự chuyển đổi là một quá trình không hề dễ dàng và trong những giai đoạn thị trường không thuận lợi, môi giới chứng khoán thực sự là một nghề khắc nghiệt. Tôi không có lời khuyên nào dành cho cái việc là bỏ nghề chính để đi theo chứng khoán, trừ những cái bạn thật sự đam mê và nghiêm túc với cái nghề này. Vì cái nghề này các bạn thấy đấy, 3 tháng nay rất nhiều môi giới bị mất việc, chứ không phải không. Các bạn đừng nghĩ rằng cái nghề chứng khoán nó là nghề màu hồng. Nếu mà các bạn làm việc có tâm ấy, thì có những bạn là chấp nhận là không có doanh số, thậm chí là phải sống bằng tiền tiết kiệm, chỉ ăn lương cứng thôi. Thậm chí là có những công ty rất bạc, nó sẽ cho các bạn ra ngoài đường ngay lập khi không có doanh số, không cần biết đâu. Theo nhà tư vấn này, với nhiều người, nghề đầu tư nên chỉ là nghề tay trái. Giấc mơ tự do tài chính là ao ước của rất nhiều người, nhưng khi vẫn thuận tay phải thì đừng dồn hết áp lực lên tay trái. Chúng ta không nên bỏ cái ngành mà chúng ta đang theo đuổi làm việc để có cái mức thu nhập ổn định cho gia đình. Còn nghề đầu tư tay trái thì các bạn hoàn toàn có thể học và không cần phải bỏ nghề chính đâu. Như tôi thì hiện tại tôi cũng đào tạo và hướng dẫn nhiều bạn đang đi làm từ ngành ngân hàng đến các ngành khác, kể cả luật sư. Thì tôi có lời khuyên là các bạn không cần phải bỏ, mà các bạn chỉ học thêm kiến thức để phân tích. Và mỗi ngày các bạn chăm chỉ khoảng 2-3 tiếng sau giờ làm việc, thậm chí là sau giờ dành cho gia đình là sau 9 giờ tối đến 11 giờ đêm. Các bạn học tập chăm chỉ từ 6 tháng đến 2 năm là các bạn có thể tự ra quyết định cho ngày hôm sau. Hôm sau chúng ta vẫn vui vẻ làm việc bình thường với công việc của mình. Thu nhập chủ yếu của môi giới chứng khoán tới từ phí giao dịch, tức là ăn phần trăm hoa hồng từ mỗi lệnh mua và bán của các nhà đầu tư gắn tài khoản cho họ quản lý. Thành viên thị trường hay có câu, làm môi giới không quay phí thì khó giàu. Tức là phải liên tục đưa ra gợi ý mua bán, bất cứ điều kiện thị trường ra sao, lãi hay lỗ là do quyết định của nhà đầu tư. Nhưng có lẽ, đây là cách kiếm tiền, không phải người môi giới nào cũng sẵn sàng làm.